chủ quán đâu rồi? Sao không ra tiếp khách? Còn tiểu thơ, tiểu thơ chờ đợi ai mà khắc khoải giữa cánh chày? Đi bên trời sao khuya thưa thớt, và bóng trăng đã mòn mỏi ngủ yên. Tiểu thơ gặp người ấy để làm gì? Hoàng tiểu thơ tại sao? Thôi tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Sầu tự nơi quán là giữa đêm buồn. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để tự ta đối lời, thì điểm ta hãy xem tôi như người trong cuộc, để cho lời nói tôi được xúc cảm tim. Rồi mai đây, rồi mai.
sẽ không cần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà chi, thì lần chia ly là dịch biệt nhau rồi.
không, không được đâu em. Vì hoàng nghĩa cũng giáo tám ngàn giáp để đang dồi lên thế mà nói đây anh đã lộ nguyên hình. Nếu linh còn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mị. Cuộc đời mang nhiều lý hấn, thôi đành nói câu gia từ lòng. Hoàng Thư Linh em,